Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cấm từ nãy em mà đã lên ngồi rồi. Anh. Mang mình bìm cho bạn đúng không? Lại giới thiệu à? Đấy, lại giới thiệu cho bạn. Con đang vừa hôn đến bữa rồi. Mới gọi đâu. Dần nghe. Đấy, cậu xin không chào đâu đấy. Ăn đi đi không? Ăn đi không? Đang bao nhiêu thằng kia nữa. Là cần ưu đãi này nó mới thành công. Cậu xin thì nó không cho đâu. Còn cái lúc bạn xin, à bạn không cần xin luôn. Xong người nhắn lại không biết cách nhớ nhanh nhanh cái chó gì lên đập lên nó mới nhanh được. Ông kia mãi nhà anh kia này có hỏi video không nhỉ, lập đạn đấy rồi. Được. Nghe hơi ấy cứ gần rất rất đi lắp không lắp vào nó vứt ra ngoài bệnh hết cái chỗ tay nghe xong xong rồi mắc chúng ta ấy xong rồi cho cả đống mà vào đâu rồi cả đống bụi bụi của cái màu này thì cái này mắc chúng ta ấy nó gắn vào dễ thế mượt thế hết pin rồi pin đâu ở đây đây nhìn đây đó em cầm một bánh này lại dầu nó không muốn tải lên nữa. Từ dậy đi, từ dậy đi, vướng víu vào cam. Để mẹ niềm chó đi. Em bảo bật lên. Chắc người nhắn người gọi nó biết. Chắc lâu. Ai dậy thế? Ai dậy thế? Dậy thế? Để mẹ chị yếu hơn. Nhìn cái gì? Ừ, bị thừa. Bị thừa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời
để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Điều phép Lưu Thiện nói con mộ Lưu Thiện nó nói con tiểu thuyết người ta thích nhất. Với Nam Phi là món đen đen. Đây pin rồi, 100% rồi. Đó, chỉ một được kìa. Hai cái đây rồi, không phải lo. Không phải sạc chai pin rồi. Chai pin, chai pin, điện thoại rồi mà. Là hết. Cái là sạc pin cho mày, không phải chai pin. Chai pin hết. Cái này nó xịn hơn. Là của bọn iPod. Ồ bây giờ cấm này mày tính như thế này. Cái gì? Cấm này mày tính sao nó sẽ đổi tên. Ừ đúng rồi, sao nó đổi tên được rồi chứ. Xong đổi tên thành Long gì đấy là được. iPhone 15 vào đó mắc đây này. Nhìn cái hình thế. Mày tục đấy. Đâu? Kênh này thằng nào cũng lấy một cái kênh. Đâu ai dù biết. Không chạy à? Ba thằng này không chạy, nó nhìn đấy. Đắp hết rồi. Mình ơi. Sao bây giờ công ty con này lại thả này? Ơ? Ơ? Nhờ nó xịt rồi. Công ty con này nhảy không? Không, nó đi nè.